Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để không phụ lòng kỳ vọng của các bạn thì trong video clip lần này chúng tôi lại tiếp tục đem tới cho quý vị và các bạn những video cực kỳ thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel kênh Ẩn Số Thế Giới. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời mà mình tin chắc rằng được rất là nhiều người quan tâm. Chủ đề hôm nay mà mình muốn nhắc đến, chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là: vàng có dấu hiệu này, bạn hãy báo ngay cho công an kẻo tiền mất tật mang, hối hận cũng không kịp. Sau đây mình xin chia sẻ những cách nhận biết vàng thật vàng giả để chúng ta có thể yên tâm khi mua vàng 100%. Kinh nghiệm rất hữu ích cho tất cả mọi người khi đi mua vàng. Ngày nay thì công nghệ làm giả rất là công phu và tinh xảo. Nếu không mua vàng ở những địa chỉ uy tín, rất có thể bạn sẽ phải mua vàng giả, vàng không nguyên chất, vàng pha tạp, và đó chính là loại vàng không thể nào mà giúp bạn có thể giàu có được. Hơn nữa, rất khó để có thể phân biệt vàng thật vàng giả bằng mắt thường. Sau đây mình xin chia sẻ những cái cách mà giúp bạn phân biệt vàng thật và vàng giả. Bạn hãy áp dụng một số mẹo sau đây. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn đó chính là: các bạn hãy quan sát, các bạn hãy dùng kính lúp soi vàng. Vàng thật đủ độ già sẽ có bề mặt mịn, không có các chấm nhỏ li ti, không lồi lõm. Cái điều số 2 là bạn hãy kiểm tra ở các vết khắc, vết chạm trổ. Nếu vết khắc vẫn có màu đẹp, các cạnh của vàng không bị đổi màu thì đó chính là vàng thật. Nếu ở các vết khắc, vết chạm có màu xanh lá cây hoặc xanh đen thì đó chính là vàng giả. Các bạn hãy hết sức lưu ý về vấn đề này. Cái điều số 3 là bạn hãy dùng răng để cắn vàng. Các bạn hãy thử cắn vàng, đây là cách kiểm tra của người xưa. Nếu sau khi cắn vàng mà có để lại dấu răng thì là vàng thật. Vàng thật rất dẻo, mềm hơn các loại kim loại khác. Nếu không để lại dấu vết gì thì rõ ràng đó chính là vàng giả. Các bạn cũng hãy lưu ý ngay cái điều này để khi mua vàng mình có thể tránh được những cái loại vàng giả, những cái cửa hàng bán không có tâm. Cái điều số 4 mà giúp bạn kiểm tra được vàng thật vàng giả đó chính là bạn dùng lam châm thử vàng. Các bạn hãy dùng lam châm thử vàng, vàng thật sẽ không bị lam châm hút. Nếu bị hút thì đó chính là vàng có pha sắt hoặc vàng giả. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cách. Vẫn có những loại vàng pha tạp không bị lam châm hút. Vâng, cái điều tiếp theo nữa đó chính là các bạn hãy dùng axit lytric để kiểm tra. Nếu vàng đổi thành màu xanh thì đó là kim loại mạ vàng. Nếu vàng vẫn nguyên vẹn như ban đầu hoặc hơi vàng lâu thì đó chính là vàng thật. Và một cách cuối cùng nữa để các bạn mới có thể phân biệt được vàng thật và vàng giả đó chính là các bạn hãy tìm một mảnh gốm không tráng men để kiểm tra. Trà vàng lên bề mặt gốm, nếu có vệt vàng có nghĩa là vàng thật, vệt đen là vàng giả. Các bạn hãy hết sức lưu ý vấn đề này. Vâng, bạn đã hiểu rõ về vàng chưa? Đầu tư vào vàng có lãi hay không, hay là không có lãi? Đầu tư bao nhiêu là hợp lý? Sau đây mình xin chia sẻ một số cái vấn đề này. Như các bạn và tất cả mọi người đã biết rằng, vàng là một loại tài sản có giá trị vô cùng lớn. Nó có tính thanh khoản tương đương với tiền và có khuynh hướng tăng giá trong dài hạn. Danh mục tài sản của các nhà đầu tư cá nhân lên có từ 5 đến 10% vàng. Vậy bạn đã hiểu bao nhiêu về kim loại quý này? Sau đây mình xin chia sẻ ngay lập tức đây. Đầu tiên đó chính là vàng là kim loại quý và từng được xem như tiền. Vàng là tên nguyên tố hóa học có ký hiệu là AU và số nguyên tử 79 trong bảng tuần hoàn, là kim loại chuyển tiếp giá trị 3 và 1, mềm, dễ uốn, dễ rát mỏng, màu vàng và có ánh kim. Vàng có ở dạng quặng hoặc hạt trong đá và trong các mỏ bội tích và là một trong số kim loại đúc tiền. Vàng được dùng làm một tiêu chuẩn tiền tệ ở nhiều nước, đặc biệt là ở Việt Nam, và cũng được sử dụng trong các ngành trang sức, nha khoa và điện tử. Nó có mã tiền tệ là ISO của nó là XAU. Đó chính là về vàng, và vàng có khuynh hướng tăng giá trong thời gian dài và đặc biệt tăng cao khi có biến động. Vì là tài sản có giá trị, lượng cung hạn chế, lượng cầu luôn tăng.
nên về cơ bản giá vàng sẽ tăng trong dài hạn, nhưng nó không tăng đều như các nhà đầu tư mong muốn. Những khi kinh tế thế giới biến động, suy thoái, giá vàng sẽ tăng rất là cao và sau đó nó lại điều chỉnh về như mức ban đầu, đó chính là nó sẽ giảm đi. Và như thế đồ thị giá vàng sẽ thể hiện xu thế tăng, nhưng với những cái rích rắc lên xuống cực lớn thì chúng ta phải hiểu được để có thể đầu tư một cách khôn ngoan nhất. Vâng, tỷ lệ suất lợi nhuận khá tốt lên nếu mua vàng vùng giá thấp và đầu tư dài hạn. Giả sử chúng ta mua vàng vào năm 2000 giá khoảng 300 đô trên một oăn, năm 2019 bán với giá 1.500 đô trên USD, chúng ta đã đạt lãi suất 8,84% một năm. Vâng, đây là lãi suất tính theo tiền USD. Rất tiếc tôi không có lịch sử giá vàng Việt Nam để tính tỷ suất lợi nhuận theo đồng tiền Việt Nam. Những rủi ro mất vốn, giảm vốn, thanh khoản là khá thấp trong đầu tư vàng. Vì thế người dân, những nhà đầu tư nghiệp dư bán chuyên nên có tỷ lệ 5-10% vàng trong danh mục đầu tư dài hạn của mình. Đầu tư vàng ngắn hạn dùng đòn bẩy có khả năng thua cao. Nhưng tôi đã phân tích trong những cái bài trước rồi, tại sao những người chơi casino và các chết lại thường thua nhiều hơn thắng. Những nhà đầu tư kinh doanh vàng ngắn hạn, kinh doanh vàng trên sàn đa số là thua lỗ. Sự thất bại về tiền bạc của những nhân vật ngân hàng cộng cán như Bầu Kiên ngân hàng ACB, ông Bình ngân hàng Đông Á và một số ông bà chủ ngân hàng khác ít nhiều đều có liên quan đến việc buôn vàng tài khoản với thế giới. Người thì mua lên, mua giá thấp, chờ giá lên cao để bán ra đóng trạng thái. Người thì đánh xuống, bán giá cao, chờ giá thấp mua vào để đóng trạng thái, và tất cả đều thua lỗ nặng. Trong ngắn hạn, giá vàng nhảy hoàn toàn ngẫu nhiên, gần như không ai đoán trước được điều gì. Thông thường thì trước khi lên giá, nó sẽ có vài cơn xuống giá để hù dọa những người mua vào. Trước khi xuống giá, nó sẽ có vài cơn sóng lên giá để hù dọa những người bán xuống. Do vậy, nhà đầu tư nghiệp dư chỉ lên đầu tư vàng lâu dài, không lên sa đà vào mua bán ngay lập tức. Vâng, nhà nước chúng ta không khuyến khích dân đầu tư vàng. Khi dân dùng tiền để đầu tư vàng thì hầu như họ không đóng góp gì cho nền kinh tế của đất nước. Trong những cái video trước, đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp chưa liếm yết hay mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán, những nguyên tắc cơ bản thì khi người dân đầu tư vào doanh nghiệp chưa liếm yết hay mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán sẽ đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế của nước ta. Và đầu tư vàng thì hầu như không tạo ra lợi ích tích cực cho nền kinh tế, thậm chí nó còn làm tốn ngoại tệ vì Việt Nam nhập nhiều hơn xuất. Theo thống kê hiện nay thì số vàng mà dân Việt Nam đang cất giữ để phòng thân đầu tư dài hạn là 500 tấn. Ngân hàng nhà nước được giao nhiệm vụ huy động số vàng nhằm phát triển kinh tế đất nước. Tuy vậy đến nay vẫn chưa có phương án nào khả thi vì ba nhóm nguyên nhân chính. Rất là nhiều ví dụ như lòng tin của dân vào nhà nước, thứ hai là rủi ro của việc tăng giá, thứ ba là tăng sự đầu cơ vào vàng. Trên đây mình đã chia sẻ những cái cách phân biệt vàng đúng và những cái phương pháp mà giúp bạn có thể phân biệt được vàng giả, vàng thật. Nếu anh chị em và các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để mỗi lần mình phát sóng, mình ra những cái video mới thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên những thông tin vô cùng giá trị và tuyệt vời này. Có ý kiến gì anh chị hãy cứ mạnh dạn comment xuống dưới cái video, mình sẽ giải đáp những khúc mắc của tất cả mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.